tổng quan quy trình hướng build và phát triển ứng dụng như thế nào để tối ưu được chi phí và thời gian. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn cách reskin app. Đây là một cái cách mà đầu tư mua sụt code để kế thừa những chức năng trong cái template đấy, mình build cái ứng dụng theo brand của mình. Mình sẽ follow theo cái quy trình reskin chuẩn để đáp ứng được những cái tiêu chuẩn của policy và những cái chất lượng của ứng dụng đầu ra. Mình submit lên trên Play Store. Và sau khi submit xong thì sau khi apply và trong cái quá trình apply xong á thì mình sẽ có cơ hội để mà test marketing cho ứng dụng của mình. Trong cái quá trình test thì mất chừng cực khoảng đâu đó gần 3 đến 7 ngày thì chúng ta có được những cái data để phân tích những cái dữ liệu, những cái user đối với cái ứng dụng của mình mới submit lên. Và trong cái quá trình mà chúng ta phân tích thì chúng ta sẽ có những cái kết quả đánh giá và những cái tín hiệu để chúng ta đưa ra những quyết định phát triển ứng dụng của mình theo cái hướng gì cho nó phù hợp vào cái hoàn cảnh này. Nó rất là phù hợp cho cái việc là tối ưu chi phí và thời gian ban đầu cho các bạn. Cái thứ hai đó là tiết kiệm được sức lao động và có cơ hội phát triển cái ngành business mobile app của mình. Thì đây là một cái hướng mà rất là phù hợp cho tất cả những anh em làm MMO, business online và muốn start up cái ngành mobile app này.